Vì sao các bức tượng Tạ Quan Vũ đều nhắm chặt mắt? Quan Vũ là một võ tướng chinh chiến nhiều năm trên chiến trường. Do có nhiều người chết dưới lưỡi đao của Quan Vũ, các hồn ma này thường xuất hiện trước mặt ông. Do đó, khi tạc tượng Quan Vũ, người xưa thường khắc họa ông với đôi mắt nhắm chặt để không bị các linh hồn quấy nhiễu. Một giả thuyết khác cho rằng, nếu tạc tượng Quan Vũ với đôi mắt mở như bình thường thì có thể mang đến tai họa, thậm chí là sự chết chóc. Các chuyên gia đưa ra cách giải thích khác, đó là đôi mắt của Quan Vũ rất đặc biệt, được phong làm võ thánh. Đôi mắt của ông có thần thái và khí phách của bậc anh hùng, trượng nghĩa. Do vậy, những nghệ nhân rất khó để khắc họa chính xác thần thái ánh mắt của Quan Vũ. Vậy nên, mọi bức tượng tạc võ tướng này đều trong tư thế nhắm chặt mắt.